Hi, God, Vietnam, district number one. And this is called Da Cao Market. Da Cao Market. This street is called Nguyễn Thị Tử, Da Cao Ward. District number one, Sài Gòn, Ho Chi Minh, Việt Nam. Get plenty of food and shops here. Let's walk around a little bit. Okay, that's me. We'll walk around. Da Cao Market. Outside Da Cao Market, you get all kind of food here, food stall. You know, kind of delicious food here. Da Cao fish market and meat market inside. Chứ giờ sao giờ có chịu. Special noodle soup. Bún bò. Durian. Durian.
vegetables over there. Sorry, this is inside the Dhaka market. Cho đá cao đó, quay bỏ lên tube cho người ta coi. Mày biết được, em lần đầu tiên đến đây á. Ở đây mấy tháng mà lần đầu tiên đến đây á. Em ở gần đây nè, mà lần đầu tiên tôi vòng vòng ở đây. Chứ đó giờ ở đây mà không có chợ Đa Cao. Tôi đi chợ Tân Định, cũng không biết đâu bao giờ biết chỗ này đâu. Phải đi xa mới biết. Dạ, ở đây là chợ Đa Cao kìa. Ở gần đây, hồi xưa là chợ Đất Hộ, giờ sửa lại đây chợ Đa Cao. Dạ, ở đây nhiều chợ á, mình không biết, phải đi mới biết. Hồi đó giờ ở đây mà đi chợ Đa Cao Tân Định nhưng mà... Đâu có biết đây nó có đâu chợ đâu. They have a lot of market here, so. It's like outside that market. This is for Nguyễn Huy Tử Street. Sell everything in here. This is là bánh khọt á. Cái này bỏ lên tu bê á. Hả? Cái này bỏ lên tu bê á. Anh bỏ lên tu bê anh. Dạ, bỏ lên tu bê á. Làm để ta coi ta biết chứ sao mà biết ở đây là đầu tiên đến đây á. Anh chè ngon hả? Cái này là bánh tằm hả? Bánh tằm với lại chè anh ăn thử đi. Bánh tằm hả chè? Anh ăn đi, anh ngồi đi em quay cho. Dạ không được rồi, ngồi ăn thử thôi. Không, anh ngồi ăn thử thì em quay thì rồi, từ từ viên nó lên nó thấy anh ngồi ăn. Dạ được rồi, không sao. Cho cái bánh khọt đi anh. Rồi lấy ảnh ăn rồi mày quay cho. Bánh khọt. Bây giờ anh ngồi vậy sao quay được? Dạ được, không sao. Không sao đâu, em quay hoài à. Tùm lum hết trơn, không cần quay đâu. Quay cho tao biết chỗ này nó ra làm sao thôi. Biết cô mà một dĩa thôi bao nhiêu cái? 6 cái nha. Rồi 6 cái thôi, đủ ăn thử một chút thì nó ngon. Cái này là bánh khọt á. Ok. The shrimp pancake. Rice pancake. Nhiều món á, có nước mắm. Không cần, không có ăn rau đâu anh. Ăn nước mắm thôi à. Cho nước mắm thôi, mắm với đũa thôi. Rồi ok, vô đi, đem vô nha. Mắm cay không? Nước mắm cay đi, nước mắm cay. Anh ơi, phải qua chục năm. I'm gonna try all these food here. Cái này cho mấy người nước ngoài á nó coi. Ở trên tube á, ai muốn coi thì coi. Ai không coi thì thôi. Rồi, 30 cái em này. Rồi.